Bắt đầu thực hiện vào năm 2017, đến nay chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã mang lại hiệu quả lớn, tạo sức lan tỏa, củng cố tình đoàn kết quân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh tố giác tội phạm trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban dân vận tỉnh Quảng Nam và các đơn vị tổ chức chương trình này tại xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, thành phố Hội An với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa. Ngư dân Trần Văn Cử ở xã đảo Tân Hiệp đã gắn bó với nghề biển hàng chục năm. Dịp này, tàu cá của ông được Vùng Cảnh sát biển 2 trang trọng trao tặng lá cờ Tổ quốc. Đây là món quà ý nghĩa với ông và những ngư dân xã đảo Tân Hiệp trong mỗi lần vươn khơi bám biển. Mỗi lần mà đánh bét ở ngoài biển khơi mà thấy lá cờ, nhìn lên thấy lá cờ Tổ quốc tung bay thì lần rất là phấn khởi, tự hào của đất nước mình, là yêu cái đất nước mình, nên là dù khó khăn đồ vượt qua thì cũng phải cố gắng bám biển để giữ được cái biển đổ quê hương của chúng ta. Cũng trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân lần này, ngoài tuyên truyền cho nhân dân về luật Cảnh sát biển Việt Nam và các công ước quốc tế về biển, thì ban tổ chức còn thực hiện cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cho các em học sinh trên đảo. Đây là nội dung mới, trang bị cho các em nhiều kiến thức về biển đảo, khơi dậy lòng tự hào, bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Chương trình này con thấy rất là vui, hào hứng và thêm nhiều kiến thức về quê hương biển đảo, góp phần bảo vệ quê hương biển đảo nhiều hơn. Chuỗi hoạt động lần này tại Cù Lao Chàm còn có nhiều nội dung thiết thực với ngư dân xã đảo như thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, dọn vệ sinh môi trường biển. Đặc biệt, Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với báo Người Lao Động trao 2.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân. Những hoạt động này củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa cảnh sát biển với ngư dân, cùng giúp nhau bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trên biển. Chúng tôi rất vui mừng khi được đóng đoàn của cảnh sát biển ra giao lưu cũng như là có những cái chương trình rất là thiết thực cho người dân xã đảo, đặc biệt là chương trình tặng lá cờ và những cái phương tiện sơ cấp cứu cho ngư dân. Thì nó làm góp phần làm cho nhân dân vững tin tưởng vào cái đặc biệt là cái việc bám đảo bám biển để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Và trong tương lai thì chúng tôi mong muốn những hoạt động này sẽ hướng về xã đảo nhiều hơn nữa. Quá trình tuần tra thực thi pháp luật trên biển thì chúng tôi luôn luôn hỗ trợ nhân dân. Nếu như ngư dân có nhu cầu, một là trong quá trình có thể là hỗ trợ về lương thực thực phẩm, về nhiên liệu, về nước trong quá trình như thế, hoặc là hỗ trợ ngư dân trong cái là phòng chống bão lốc, nhất là khi gặp là hoạn nạn trên biển thì cư dân cần là chúng tôi là sẵn sàng ngay. Thông qua ngư dân là tai mắt của cảnh sát biển, trong đó là phát giác rồi tố giác các cái tội phạm hoặc là các cái tàu lạ hoạt động trên biển có cái hành vi như là xâm lấn chủ quyền của Việt Nam hoặc là có cái hành vi là cướp biển và các cái hành vi vi phạm pháp luật khác. Lực lượng cảnh sát biển luôn coi trọng thế trận lòng dân, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân để giữ vững an ninh trên biển và để mỗi lần ra khơi, ngư dân càng thêm vững lòng khi có cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển luôn đồng hành với bà con trong quá trình khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống quê hương.